Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây. Rất vui chào mọi người, chúc mọi người vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe, chia sẻ video. Và nếu thấy yêu thích mình thì nhớ đăng ký kênh và để lại chuông thông báo để nhận tất cả video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá, ăn cơm ngon miệng. Tầm này cho anh em ăn cơm không ngờ đi chơi mát mẻ, đi chơi nhiều vui vẻ nha. Đầu tiên là mình vừa mới đổi tên anh em nhá, chính thức ra là tên Tiểu Tử Y nha, có nghĩa là Tiểu Tử Đường Phố YouTube đấy, đại khái là vậy anh em hiểu như thế. Tên này do cả trưa nay ngồi livestream thì nhiều anh em comment thì mình đã đổi ngay lúc trưa nay ở buổi livestream rồi. Ngoài ra thì event tặng hàng đang diễn ra ở bên kênh, anh em mà chưa tham gia thì tranh thủ vào tham gia nhá. Còn đâu event tặng hàng top 1 thì đợi 2k1 nha mọi người, đợi ngày 26 đủ 2k1, còn nếu không thì mình sẽ thay đổi cơ bản một chút. Đấy, giờ thì chúng ta sẽ lại đi săn bắt Pokemon trái phép nha anh em. Đấy, đường lệnh chiều hồi còn 23 vé anh em. Chê chưa vào đã có anh em bắt được boss bét rồi này. Chúng ta cũng đi săn ở thời tiết đó là tuyết nha anh em nha. Đấy, với mục đích thì mong sao bắt được một vài chồng Pokemon như là Regite này. Đó, hoặc là cá con cá, hoặc là bét băng nha anh em nha. Đó, thì mong sao cũng chỉ bắt được một trong ba em nó thôi. Con này mình bắt rồi, một bắt nữa. Anh em này chưa có này. Và bắt luôn anh em, chưa có vào bắt luôn. Chưa có là vào bắt luôn, thêm bộ sưu tập càng ngon. Bộ sưu tập của mình là với 208 này, xem là sau thời tiết mê cung này thì sẽ lên được bao nhiêu anh em. Rồi, cháu đầu tiên luôn. Lên 5% mà, trời ơi, tốn bánh lắm đây. 20%. Ném luôn. Cháu đầu tiên. Chả gá là ngoan cố. Ô, về đội luôn, ngon lành. Thấy Tiểu Tử Y nghe tên khá là hay, nhưng nghĩ lại mình thấy cũng khá là đẹp đấy anh em. Đó, một con hệ bang ngon lành. Có thêm một sưu tập mới. 208 để xem tôi này bắt được mấy em bét mới. Tiếp tục nào. Auto bắt thôi anh em. Còn 20 vé, chúng ta tranh thủ. Rồi, ra thêm một cháu nữa rồi anh em. Amaura nha. Đây một con bé hệ băng, con này thì mình chưa có, lại bắt tiếp anh em. Cứ chưa có thì cứ bắt về thêm bộ sưu tập là chính thôi. Chứ bắt thì bắt trên tiến cấp này là chính như. Thôi sao mà anh em hốt rồi, nhanh quá. Mấy bác chạy nhanh thế em đuổi không có kịp. Hên vào cái gặp nó luôn, đỡ mất công đi kiếm, giờ lại phải tìm nói mắt ra anh em. Giờ không biết là em mới ra em nó đang ở phương nào hay là đang ở nơi nào. Đâu rồi? Lần trốn nhau gì tầm này nữa, có thì ra luôn đi. Ở cái mê cung này rất hay anh em, có những cái khu vực mà nó chả bao xuất hiện bét đâu mà không hiểu nó sắp ra cái khu vực cái làm gì nó không biết. Nhiều khi mình tự hỏi vậy. Rồi một cháu mới vừa mới ra, con bét băng này theo ngoài anh em. Đây, cháu thứ hai rồi. Rồi. Chứ mấy con này thì ném đá thường là được rồi anh em. Ném phát nữa. Cho cái bánh vào mồm. Rồi cho thêm cục đá nữa vào đầu. Chạy làm sao được. Cho thêm cục đá nữa, con hết máu không? Đấy, chà không hết máu anh em, 59%. Hốt luôn, về đội ngay. Mất một cái bánh thôi. Về đội ngay và luôn, nhưng chờ đợi gì nữa. Thì chống đối làm sao được anh em. Chống đối làm sao được. Hai cháu online. Vừa vào bắt ngay được hai cháu anh rồi anh em. Giờ thì còn ba con nữa. Còn hai em nữa chứ. Giờ còn hai em nữa thôi. Cố gắng bắt lốt. Mỗi 18 vé thì không biết có ra được một cháu nào không. Con này như là mình chưa có luôn anh em. Thử để xem nào. Thử ra kiểm tra đây anh em. Bắt thế nào mà đã 211 ảnh nó nhanh nhỉ. Cứ vơ vét càng quét bắt tùm num thiên địa lên cũng được anh em. Còn đấy mình theo mình nhớ không nhầm. Đây rồi anh em, chưa có, vào túm ngay. Vào săn ngay và luôn. Nãy giờ cứ đi bắt liên tục toàn bét chưa có rồi anh em. Đây 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 đây. Chạy đâu chạy đâu. Ui rồi nó chạy đi đâu. 23% thì cứ ném đá thường cho nó khỏe tay anh em. Thêm cũng nữa, không chưa chạy được anh em để trừ chỗ chứ chạy nhá, không thì khi nào anh em comment bảo như sao ném được. À, nếu mà nó chuẩn bị chạy là nó sẽ báo sáng anh em nhá, còn nó không chạy nó không báo sáng đâu. Đấy anh em cứ thoải mái bắt. Lại thêm em nữa, ngon lành, nhanh gọn lẹ anh em. Ngon, lại thêm cháu nữa. Nãy giờ mới có 5 phút mà cả nó bắt được thêm 4-5 cháu bét mới rồi anh em. Phê thật. Tiếp tục nào. Auto. Con Paragon này mình có rồi. Rồi cháu băng này vừa bắt luôn rồi anh em. Auto. Ô, auto lại ra cháu lến này nhá. Ngon. Rồi chúng ta còn 2 con nữa thôi. Nó là con cá này, con Zegite. Không biết là có duyên bắt được Zegite không anh em. Thì mong sao là bắt được Zegite. À đây, một cháu nữa vào bắt ngay và luôn anh em. Vào bắt ngay và luôn. Cái sổ này tha hồ sưu tập anh em. Thôi lại vừa ra lại một bạn khác hốt mất rồi. Anh chào bác Gian, con đi tranh thủ đi đây rồi. Chạy đâu. 14% mà chọi cho quả bom cao cấp rồi ném bom thường thôi anh em. Định chạy à? Cho miếng bánh hết chạy ngay. Cho miếng bánh cao cấp anh em, 40% túm thôi. Ném nữa này nó chạy mất ra đây, ném nó hết máu nó chạy. Anh em căn nha, ném mà nó hết máu nó chạy á. Không khi lém mù mệt quá ép nó gì mất. Đưa con này, đưa anh em. Con này nó được. Về đội ngay. Mất luôn 2 cái bánh cao cấp của tôi. Đau khổ ghê. Lại thêm Pokemon mới anh em. Lại thêm Pokemon mới. Hẹp bá của hệ băng. Cho tối nay cản quét cái đống này tha hồ bộ sưu tập. Chắc này hôm nay sẽ giữ vững danh hiệu top 1 sưu tập rồi anh em. Không phải no cạnh tranh nữa. Auto thôi. Mấy con bé có rồi, thôi bỏ qua. Hãy vào bắt em này đỡ mất công đi thiên họa. À đây anh em. Đây rồi, ra luôn 2 cháu luôn. Vào bắt ngay vào luôn 2 em. Ôi trời ơi, nãy giờ cứ không để ý. Chết thôi. Cứ vừa ra là anh em lại bắt luôn rồi. Đây rồi, đây rồi. Chạy đâu. Cứ vừa ra này anh em lại bắt luôn rồi. Buồn quá. Chạy à. Chạy cho miếng bánh này hết chạy ngay anh em. Chưa chạy cho thêm phát bánh nữa. Rồi ok. Cho thêm phát nữa. 45%. Rồi bắt thôi. Về luôn anh em. Ngon lành. Phát 1. Tối nay chứng tỏ bắt hên nha. Tối nay chứng tỏ bắt hên luôn. Đấy. Nó rất là ra rất là nhiều hình ảnh anh em thấy đấy nha. Đi theo hướng con này cũng rất là khỏe luôn. Tranh thủ có bắt luôn 2 em anh em. Tí thấy bắt luôn 2 con. Giờ thì bắt nốt em này nữa đỡ mất công tiến hóa anh em. Con này để bắt đỡ mất công tiến hóa thôi. Cũng thuộc dạng bét đấy anh em nha. Len gần đó. Đây là thuộc dạng Pokemon len gần anh em nha. 8%. Giờ thì ngồi bắt con này mới lâu này. Giờ ngồi bắt con này mới lâu. Về đội này em ơi. Nãy giờ không bị nhây bữa bánh. Giờ chắc ăn con này thì chắc nó nhây cho một đống bánh anh em. U chà. Thôi nào về nào. Ở đấy. Đúng rồi. Cứ phải như vậy nó phải ngoan không. Rồi đỡ mất công tiến hóa anh em. Con này đời 2 của con. Đây anh em thấy. Đó. Đỡ mất công tiến hóa. Giờ đi quay lại kiếm xem còn cháu bét băng lúc nãy nữa không. Bắt thêm cháu nữa, đằng nào cũng mất công tiến hóa 2 đời. Nó có 2 đời mà. Chỉ sợ vào chỉ bắt được một con là hết luôn rồi anh em. Xem nào. Ôi cẩn thận. Bình tĩnh anh em, đi đứng cẩn thận đàng hoàng. Chú cha anh em trong server đi bắt bét ghê thật. Đồng quá. Thôi để ra ngoài anh em, có duyên thì sẽ gặp lại. Không nó, có duyên chúng ta sẽ gặp lại cháu đó. Cứ thông thả bình tĩnh. Một tí này ra lực chiến lại tăng viveo ngay anh em. Không lần này ra 2 con luôn à. Thôi dạ. Hay giờ ra em lến này thì giờ thời tiết này cũng có em lến à. Mình sẽ săn bằng hết vé luôn anh em. Mong sao là chia ra cháu ga Zegite. Còn 7 vé nữa. Mong sao là chia ra là cháu Zegite nha anh em nha. Chúng ta còn lại có 4 vé thôi. Zegite ra đi Zegite. Cháu lến vừa bắt được rồi nên thôi cũng bỏ đi anh em, không cần đến nó nữa. Rồi bắt được 2 con lến lận. Ấy chà, lượt cuối cùng ra được cháu cá nha anh em nhá. Ngon. Lượt cuối lại ra được con cá này thì ngon đỡ mất công. Đằng nào cũng vậy. Bắt được con nào trước thì bắt anh em. Mai lại tiêu 2k kim cương nhận về thêm mấy chục vé nữa anh em để tích nha. Đây rồi. Bữa này cũng chẳng nhớ là x10 cứ quét được chưa nữa. Con này thì quét x10 nó cũng ra. Nhưng mà vấn đề là mình không nhớ là bữa này x10 mình đã quét được em nó chưa nữa thôi. Cho cái bánh vào mồm anh em. Rồi 45% ném cái bánh nữa. Về đội nào. Anh em nên rồi thế có thể dùng hiệu ứng gây lag. Đó là vừa quăng bánh ra thì ném luôn quả Pokemon ra. Nó sẽ tạo hiệu ứng lag. Thì tỷ lệ bắt chúng ta nó sẽ cao hơn nhá. Nhưng nhớ là căn chứ không là ném ra bánh chưa tới cầu đã ra lại chạy mất bét. Đấy. Có thể như này. Nó thỉnh thoảng nó sẽ gây hiệu ứng lag. Cái này bắt được ngay anh em. Nếu không phải công nhận từ ngày chơi Pokemon thì công nhận hôm nay là buổi tối mình đi càn quét bét gọi là ngon lành nhất anh em. Chưa đầy chục phút mà hốt được cả đống Pokemon về đội rồi. Đấy lại được cháu nó luôn rồi. Nhìn là biết ngay anh em, nó lắc nó đơ đơ cái máy cái này là biết ngay rồi. Đấy. Con này 3 đời tiến hóa lên thành cá sấu này anh em này. Đó. Tha hồ về này, tha hồ về này mà tiến hóa. Giờ ta xem mà thời tiết thường nó có cái gì không anh em. Để xem có gì để bắt không. Hiện ra xem con nào tiến hóa được tiến hóa luôn. Để xem bộ sưu tập này sẽ lên được bao nhiêu nào. Nào hướng dẫn ẩn anh em. Chúng ta cùng đến với tới thời. À đây nó hiện ngay trên đầu luôn anh em. Tuyết. Chu trà rất là nhiều trong khi cái lến không có nha. Còn đầu ở bên mấy cung thường thì có cham cham à. Hãy trà. Có cham cham cộng sò nha anh em nha. Đó anh em có thể bắt nha. Cham cham cộng sò có Pokemon lạ không? Mình sẽ thử tạo mới 1-2 phát xem nào. Cũng chưa tạo mới phát ra cham cham đây anh em. Còn ếch kia thì mình có rồi. Ra cham cham liên tục, con cham cham mình bắt rồi. Mình sẽ tạo mới, thằng nào vé cũng dư mà. Đấy chả ra khá là nhiều Pokemon đây. Nhưng mà toàn con mình có rồi. Chúng ta sẽ tạo mới chơi vài chục phát xem có ra được cháu nào chứ có không. Tiện hốt luôn. Đằng nào cũng đang dư dành thời gian anh em. Thôi chắc không có rồi. Giờ đầu tiên thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi gộp bớt đá nha. Huấn luyện những con Pokemon mà có thể gọi là không cần thiết hoặc là đã có trong team khá là nhiều. Đó, mấy con kiểu này đem gộp đi chứ làm gì nữa anh em. Ồ, chứng tỏ mình càn quét mình cũng bắt được nhiều đấy anh em. Chứng tỏ mình càn quét mà còn cũng bắt được nhiều nha. Rồi ok, lên được 23 luôn không? Gần lên luôn à. Thế thì cho lên luôn nha, gì nữa. Con này có rồi, đấy. Có luôn rồi, đủ rồi anh em. Phê nhà 800 điểm luôn này. Phê thật. Thế thì tranh thủ mấy bữa nữa có gặp best sử thi này cứ phải vào bắt anh em. 800 điểm gộp ít đâu. Ngon lành. Truyền kỳ gì lên luôn. Nhưng truyền kỳ là cái gì. Truyền kỳ kệ truyền kỳ chứ. Giờ thì ra xuống xem dàn best mới bắt về. Có con nào tiến hóa được đi tiến hóa luôn anh em. Rồi vào kiểm tra bộ sưu tập xem lên được bao nhiêu phát nha. Hóa con này như bữa mình đấy mình có hình này rồi. Hình này chưa. Hai cha cháu này tiến hóa khá là nhẹ nhàng. Never 18, thân mật 15. Nhẹ nhàng nhỉ. Thân mật Never 5. Rồi, ok. Lên nào. Phát đầu tiên. Ồ, bị nào top 1 PK rồi anh em. Đau răng nhỉ. Thế thì chuẩn bị nào lại thôi. Hai cha lên khá đẹp nha. Cháu này tận Never 42 à. Thân mật cùng Neo và Lam anh em thử xem là đủ không. Mình chỉ sợ không đủ xếp thôi. Ôi đủ luôn anh em. Thì nỡ tay. Rồi ok. Lên nào. Hóa nào. Ok. Lần tới chắc là thân mật 20. Miễn mà con này không được. Em này sao? Cũng 20 rồi anh em. Con cá coi. Cục cá cũng cao lắm. Trong buổi săn bắt hôm nay chắc phải đến đây là hết rồi anh em. Thế thôi. Giờ ta sẽ đi xem bảng xếp hạng sưu tập hình nào. 218 con anh em nha. Lên hơn 10 bộ sưu tập mới. Này có thể vào đây kiểm tra. 1. Đấy chứ 1 này. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12 con mình vừa tiến hóa nó chưa. Đấy, lên anh em là 10. Khá êm. Tiện đi đấu lại phát PK đây anh em. Sao lại đánh tụt nhau thế này rồi. 2.344.000 điểm lực chiến. Và giao cho Bắc Chan phát cuối anh em. Mình thì luôn là để chế độ auto là công bằng nhất anh em. Đó, như một thói quen thôi. Mình chưa luôn là để chế độ auto. Ngon. Hay lắm. Đúng rồi. Đúng rồi, hay lắm. Hay quá trời hay luôn anh em. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi. Giảm speed đôi bạn xuống. Hai nữa. Một quả cầu lửa phóng ra. Nói chung thì là đội bạn cũng không thể nào ăn được cái team của mình đâu. Chẳng qua là Bắc Gian chắc là vừa auto tay. Bắt bằng auto tay khi mà né các kill ra thì sẽ ăn được thôi. Chứ nếu không né kill thì không thể nào ăn được team mình. Đó là điều chắc chắn và có thể rồi. Bây giờ đến lượt thì win thế thôi. Nói chung mình đã quyết giữ top 1 rồi. Lần này mình sẽ không để nhả ai hết. Mình sẽ quyết thủ top 1. Đó. Chúng ta lại được top 1 PK anh em. Đấy, lại lên top 1 PK ngon lành. Xem nào, vừa mới PK cùng thấy nhiều anh em mà bắt lắm. Xem sưu tập có thay đổi gì không. Không, ngoài trừ mình thôi anh em. Thôi video tối nay chắc kết thúc vậy thôi. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt anh em. Bye bye, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Và nhớ đăng ký kênh mình nha.